Cô vui mừng chào đón các em quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 10 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, cô trò chúng ta đến với phần cuối cùng của video bài giảng chữ người tử tù. Chúng ta đã tìm hiểu được về tình huống chuyện, lời của người kể chuyện và những sự kiện chính. Bây giờ đi khám phá khái quát về nhân vật. Có hai hình tượng nhân vật chính được nổi lên, chính là Huấn Cao và Hoàn Ngục. Đầu tiên, nhân vật Huấn Cao. Nhân vật Huấn Cao được khắc họa qua những yếu tố nào? Huấn Cao hiện lên với tài hoa tuyệt đích, nhân cách cao thượng và cuối cùng là khí phách anh hùng. Như các em đã biết, tài hoa tuyệt đích của Huấn Cao chính là tài viết chữ và tài bẻ khóa vượt ngục. Tài năng của Huấn Cao được miêu tả gián tiếp qua cuộc trò chuyện giữa quản ngục và thầy thơ lại, miêu tả qua suy nghĩ của quản ngục về chữ của ông Huấn. Nhân cách cao thượng của Huấn Cao lại được thể hiện qua thái độ, cách ứng xử của Huấn Cao với nghệ thuật, với con người. Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Huấn Cao xem thường danh lợi, chỉ ân cần, chí tình với những người có thiên lương và có sở thích cao quý. Còn khí phách của Huấn Cao được thể hiện thế nào? Qua câu chuyện, khí phách anh hùng của Huấn Cao thể hiện qua cách ứng xử khi nhập lao, khi sống trong tù ngục và trong cảnh cho chữ. Đó là những khái quát về nhân vật Huấn Cao. Huấn Cao hiện lên với tài hoa tuyệt đích, là nhân cách cao thượng với khí phách anh hùng. Huấn Cao là biểu tượng của người nghệ sĩ sáng tạo cái đẹp. Huấn Cao là hình tượng của người trí thức đương thời. Còn nhân vật quản ngục, quản ngục hiện lên với những vẻ đẹp nào? Quản ngục hiện lên với 4 vẻ đẹp. Đó chính là một con người yêu quý và say mê cái đẹp. Quản ngục thích chơi chữ, mặc dù làm việc trong chốn ngục tù với những điều lừa lọc, tàn nhẫn. Quản ngục biết giá trị chữ của ông Huấn và có một mong ước tha thiết là lưu giữ được chữ ông Huấn để làm cái đẹp cho đời. Quản ngục còn là người có tâm hồn trong sáng với sở nguyện cao quý. Ao ước có được chữ của ông Huấn để treo trong nhà. Từ sở nguyện cao quý đó, quản ngục là người có lòng can đảm vượt lên hoàn cảnh, thể hiện qua cách đối đãi với Huấn Cao trong thời gian bị giam. Cuối cùng, quản ngục hiện lên là người biết hối hận, có thiên lương trong sáng, thể hiện qua thái độ và hành động của quản ngục khi nhận chữ, đón nhận lời khuyên từ Huấn Cao. Vậy là cô trò chúng ta khái quát được về hai nhân vật chính trong truyện ngắn, Huấn Cao và quản ngục. Cuối cùng, sức hấp dẫn của truyện ngắn chữ người tử tù được hiện lên qua các phương diện về nội dung và nghệ thuật. Trước hết, sức hấp dẫn từ phương diện nội dung của truyện ngắn này là gì? Về nội dung, sức hấp dẫn của truyện ngắn chữ người tử tù ở chỗ truyện dựng lên một không gian tối tăm, tù ngục. Trong đó, kẻ tiểu nhân, bọn độc ác bất lương làm chủ. Nhưng trên cái nền tối tăm ấy hiện lên ba đốm sáng lẻ loi, cô đơn. Đó là Huấn Cao, là quản ngục, là thầy thơ lại. Những con người này tình cờ gặp nhau. Họ từ chỗ đối nghịch, dần dần đã hiểu nhau và trở thành tri kỷ của nhau. Đó là sự chiến thắng của cái đẹp, của lương tri, của tài năng và khí phách con người. Còn sức hấp dẫn của truyện ngắn về phương diện nghệ thuật, chúng ta có thể kể đến tác giả xây dựng tình huống chuyện độc đáo với nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, sinh độc. Những cấu trúc tình tiết và lời thoại, độc thoại rất độc đáo. Tác giả cũng khắc họa được tính cách nhân vật, hiện lên nổi bật là tính cách của Huấn Cao và quản ngục. Chúng ta cũng cần phải để ý đến những từ ngữ Hán Việt đã sử dụng rất đắt, tạo màu sắc cổ kính cho văn bản truyện ngắn. Câu chuyện cho chúng ta thấy quan niệm của Nguyễn Tuân khi khẳng định và tôn vinh sự chiến thắng của cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả, thể hiện lòng yêu mến thầm kín những giá trị xưa cũ của nhà văn. Sau văn bản chữ người tử tù, em có thể liên hệ, mở rộng đến một vài ý. Đó là chúng ta cần phải có ý thức trân trọng,
nuôi dưỡng cái đẹp. Chúng ta cũng cần phải biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tăm tối để giữ vẻ đẹp của mình như quản ngục. Chữ của ông Huấn chính là chữ thư pháp. Thông qua nhân vật Huấn Cao, chúng ta thấy tác giả Nguyễn Tuân nhắc nhở chúng ta giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Như vậy là cuộc trò chúng ta đã cùng khám phá xong văn bản chữ người tử tù để thấy được sức hấp dẫn của chuyện kể. Văn bản đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.